Lịch sử toàn thư xin được kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành và mạnh khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, video ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung chính sau đây. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 10 tháng 9 năm 1955, thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như công cuộc xây dựng đất nước thời kỳ mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn luôn đóng một vai trò quan trọng là chỗ dựa vững chắc của nhà nước để động viên toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tên chung cho nhiều hình thức tổ chức được thành lập trong những giai đoạn khác nhau. Trong từng giai đoạn lịch sử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn giữ một vai trò quan trọng trong công cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân TOC. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có tiền thân là Hội Phản đế Đồng minh ngày 18 tháng 11 năm 1930 đã gây được cao trào phản đế mạnh mẽ trong cả nước, có ảnh hưởng sâu rộng trong các tầng lớp quần chúng, đánh dấu sự trưởng thành về nhận thức và chỉ đạo thực tiễn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình tổ chức và xây dựng một mặt trận dân tộc thống nhất. Trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền 1930 đến 1945, trong từng giai đoạn lịch sử, Đảng đã lần lượt thành lập các mặt trận nhằm đáp ứng cho nhu cầu cách mạng. Trong giai đoạn đấu tranh đòi dân chủ 1936 đến 1939, lần lượt các mặt trận ra đời. Đó là Mặt trận Thống nhất Nhân dân Phản đế Đông Dương, sau đổi tên thành Mặt trận Thống nhất Dân chủ Đông Dương, gọi tắt là Mặt trận Dân chủ Đông Dương, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Phản đế. Bước sang giai đoạn đấu tranh chuẩn bị giành chính quyền là sự thành lập Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh, gọi tắt là Mặt trận Việt Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1941. Trong giai đoạn chống thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta, ngày 29 tháng 5 năm 1946, Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam, Hội Liên Việt thành lập, thực hiện lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt đã ra sức tuyên truyền vận động nhân dân tham gia kháng chiến. Ngày 3 tháng 3 năm 1951, Đại hội Toàn quốc Mặt trận Thống nhất Việt Minh, Liên Việt lấy tên là Mặt trận Liên hiệp Quốc dân Việt Nam, gọi tắt là Mặt trận Liên Việt, thông qua tuyên ngôn, chính cương của mặt trận. Mục đích phấn đấu của Mặt trận Liên Việt là tiêu diệt thực dân Pháp xâm lược, đánh bại bọn can thiệp Mỹ. Qua 9 năm kháng chiến, Mặt trận Liên Việt trở thành một trong những trụ cột của nhà nước dân chủ nhân dân, là sức mạnh vô biên của cuộc kháng chiến, kiến quốc. Sau năm 1954, đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai phá hoại Hiệp định Geneva chiếm đóng miền Nam, chia cắt lâu dài nước ta. Cách mạng Việt Nam lúc này có hai nhiệm vụ chiến lược là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà. Trong bối cảnh đó, ngày 10/9/1955, Đại hội Mặt trận Dân tộc Thống nhất họp tại Hà Nội đã quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thông qua cương lĩnh nhằm đoàn kết mọi lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình trong cả nước để đấu tranh chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Tiếp đó, ngày 20 tháng 12 năm 1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời với bản tuyên ngôn và chương trình hành động 10 điểm. Nội dung cơ bản là đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân với mục tiêu đấu tranh phải hòa bình, phải độc lập, phải dân chủ, phải cơm no, áo ấm, phải hòa bình, thống nhất Tổ quốc, nhằm đánh đổ chế độ độc tài tay sai của đế quốc Mỹ. Ngày 20 tháng 4 năm 1968, trên cơ sở thắng lợi và khí thế của tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1968, Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình Việt Nam ra đời. Nhằm đoàn kết, tranh thủ thêm tầng lớp trí thức, tư sản dân tộc tiến bộ ở thành thị, mở rộng thêm lực lượng trên mặt trận chống Mỹ và các thế lực tay sai. Sau khi Việt Nam thống nhất, các lãnh đạo của ba tổ chức chính trị ngoại vi hợp pháp đang tồn tại ở Việt Nam gồm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình Việt Nam đã họp từ 31 tháng 1 đến 4 tháng 2 năm 1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thống nhất ba tổ chức này thành một tổ chức chính trị duy nhất lấy tên là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trải qua 83 năm 1930 đến 2013, từ khi hình thành và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn luôn làm tròn được vai trò của mình. Trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể đã động viên, khích lệ và dẫn dắt nhân dân ta đấu tranh trong công cuộc giành độc lập cho dân tộc. Trong bối cảnh hiện tại, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn là chỗ dựa vững chắc để đất nước tiến lên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hòa nhập với xu thế phát triển của thế giới. Video của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để nhận những video mới hữu ích nhất. Ban biên tập xin được kính chúc quý vị luôn vui vẻ và an lành. Xin chào và hẹn gặp lại!